thôi. Đừng gọi tôi với những thứ không hay, vì tôi không như bao nhiêu điều bạn thấy. Cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu, ai cũng mơ mộng, tôi cũng mơ mộng nhiều. So you có lạnh lắm á, lạnh hả? Bây giờ mình sẽ đi mua cà phê cho bà bé. Tại nàng tiên cá hai đuôi. Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hát ca kia giữa sa mạc? Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà. Ai ơi Mình sẽ
kiếm con sư tử biển, tòa nhà, chiếc thuyền. Mục đích của sáng nay Ngư là chỉ muốn đi check in cái con này thôi, quá đã. Giữa đám đông xa lạ, tìm em vẫn thế.